Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa Thì trước hết á, sư lặp lại là trong suốt cái thời gian mà sư giảng về cái đề mục tùy niệm Phật á, thì cái đề mục thiền của chúng ta sẽ là đề mục tùy niệm Phật. Như là vừa rồi sư giảng xong đó, thì bây giờ chúng ta đã học qua cái ân đức đầu tiên, đó là ân đức A-ra-hăng, có là đức Phật gọi là A-ra-hăng, bởi vì Ngài có năm cái đặc điểm. Ha? Có nghĩa là Ngài đã hoàn toàn xa lìa các phiền não, cho nên Ngài được gọi là bậc A-la-hán. Rồi Ngài là người đã giết chết kẻ thù, cho nên Ngài được gọi là bậc A-la-hán. Ngài đã bẻ gãy bánh xe luân hồi bằng trí tuệ, bằng cách hiểu rõ 12 nhân duyên, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Ngài xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Ngài là người không có những hành động như những kẻ ngu, tức là làm những việc bất thiện nhưng che giấu, sợ người khác biết. Ngài không bao giờ có những chuyện đó, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Suốt cái thời gian mà quý vị hành thiền ấy, thì chúng ta luôn tập trung vào cái việc tùy niệm Phật như vậy, cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ về những ân đức của Đức Phật. Thì như vậy đó, suốt cái thời thiền như thế là chúng ta đang tu tập đề mục tùy niệm Phật. Cái lợi ích của việc tu tập tùy niệm Phật đó quý vị, đầu tiên là nó giúp chúng ta thoát khỏi những cái sợ hãi, những cái lo sợ, những cái lo lắng bởi những cái hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như chúng ta đi đến một nơi chốn nào đó nó khiến chúng ta sợ hãi, thì chúng ta có thể tùy niệm Phật. Giống như trong bài kinh Đầu Ngọn Cờ, Đức Phật kể về những một cái cuộc chiến của chư thiên. Thì khi chư thiên mà đánh nhau với Atula đó, thì có một số vị trời họ lo sợ. Thì vua trời Đế Thích nói là hãy nhìn vào cái đầu ngọn cờ của Đế Thích hoặc một vài cái vị trời có oai lực, nhờ như vậy thì sẽ hết sợ. Nhưng mà đó, trong chiến tranh quý vị, những vị trời đó có khi họ nhìn vào ngọn cờ của Đế Thích hoặc những cái vị trời đó, họ hết sợ, có khi còn sợ. Đức Phật nói tại sao vậy? Bởi vì đó, Đế Thích hoặc là những cái vị thiên tử đó vẫn còn những phiền não, vẫn còn những cấu uế, cho nên cái việc mà tùy niệm chư thiên, cụ thể là tùy niệm Đế Thích, không giúp họ thoát khỏi sợ hãi. Và Đức Phật đề nghị khi mà chúng ta có những cái sợ hãi thì nên tùy niệm Phật. Và đó là đề mục mà sư đang hướng dẫn quý vị từ 2 tuần trước cho tới bây giờ. Cho nên cái lợi ích đầu tiên của đề mục tùy niệm Phật là nó giúp chúng ta thoát khỏi những cái sợ hãi, những cái lo sợ. Ví dụ như khi mà mình ngồi thiền quý vị, giả sử như mình cảm thấy là tim nó bắt đầu nó co thắt, nó đau, bắt đầu nó đau tim và mình nghĩ là có thể mình sẽ đột quỵ, mình sẽ trụy tim, có thể mình sẽ chết. Thì khi đó mình tùy niệm Phật, mình đang tu tập đề mục tùy niệm Phật, thì mình không việc gì phải lo hết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta tùy niệm Phật đó quý vị, cái tâm của chúng ta đó là tâm thiện. Và cái tâm thiện của mình đang, cái đối tượng mà mình đang nghĩ tới là ân đức của Thế Tôn. Cho nên giờ phút đó nếu như mình có chết đó, thì cái cảnh giới mình đi đó cũng là cảnh giới lành. Có nghĩa là nếu như mình biết là mình chết mà mình sanh thiên đó, thì cái chuyện chết nó không có đáng sợ quý vị. Đúng không? Không đáng sợ. Cho nên đề mục tùy niệm Phật giúp cho mình vào cái giờ phút cận tử hoặc là vào những cái giờ phút mà mình lo sợ, mình lo lắng,
Mình nghĩ tưởng tới ân đức của Đức Phật, nghĩ tưởng tới ân đức của Thế Tôn. Nhờ như vậy, thứ nhất là mình không còn lo lắng nữa. Thứ hai là nếu như mình có chết thì mình cũng đi về cảnh giới lành. Nhưng mà quý vị nhớ nè, cái nền tảng của cái việc mà mình tu tập đề mục tùy niệm Phật và tất cả những cái đề mục thiền định khác, đó là chúng ta phải có giới hạnh trong sạch. Nhớ ha. Tại vì nếu như chúng ta giới hạnh, chúng ta ô nhiễm, chúng ta không có giới đó, thì cái giờ phút mà chúng ta lo sợ, thì chính cái giới nó sẽ làm cho chúng ta không thể tập trung được. Chính cái giới hạnh nó làm cho chúng ta bị phân tán cái tâm. Cho nên ý, tùy niệm Phật hoặc là bất kỳ đề mục nào khác đều phải dựa trên cơ sở là chúng ta giữ giới. Nếu như không giữ giới thì anh đừng nói gì tới chuyện tu thiền hết. Và tiếp theo nữa đó, cái lợi ích tiếp theo của cái việc tu tập đề mục tùy niệm Phật, đó là chúng ta gieo duyên lành đối với chư Phật. Đối tượng mà chúng ta nghĩ tới đó không phải cụ thể một vị Phật nào hết, không phải là một vị Phật Thích Ca, không phải là một vị Phật cụ thể nào có thiệt hoặc không có thiệt, không cần biết. Cái chúng ta nghĩ tới là ân đức của Phật, ân đức của một vị chánh đẳng chánh giác. Ha. Và khi mà chúng ta nghĩ tưởng về ân đức của một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng ta gieo duyên lành với chư Phật, có nghĩa là vị Phật nào chúng ta cũng gieo duyên lành hết. Chứ không phải là nói bây giờ tôi niệm Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca viên tịch rồi, tôi gọi tên Phật Thích Ca như vậy thì tôi chết thì Phật Thích Ca có rước tôi hay không? Và hoặc là tôi gọi tên một vị Phật nào khác, thì không lẽ bây giờ nếu như tôi chết có chắc là vị đó rước tôi hay không? Mà nếu rước tôi thì nhân quả để ở đâu? Hỏi thiệt quý vị, nếu như mà thật sự có một vị Phật nào đó rước mình thì nhân quả để ở đâu? Chư Phật ra đời thuyết pháp độ sanh 45 năm, nhân quả không thể để trang trí à? Đúng không? Không lẽ giờ mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mình làm đủ thì việc bất thiện hết, tới hồi mình chết mình chỉ việc réo tên Ngài thôi, Ngài thò tay Ngài rước mình đi, quá khỏe. Mà quý vị biết Đề Bà Đạt Đa nếu như tính theo vai vế đó, là em vợ của Phật, em vợ của Bồ Tát ha? Em vợ nha, thì có nghĩa là nếu như mà mình gọi là con ông cháu cha thì Đề Bà Đạt Đa là số 1. Mà tại sao Phật không cứu được Đề Bà Đạt Đa? Nếu nói Phật không cứu Đề Bà Đạt Đa thì không lẽ là Đức Phật còn có giận hờn hay sao? Đúng không? Phật Thích Ca lúc đó còn sống mà Ngài không cứu Đề Bà Đạt Đa, không lẽ là Ngài có thiên vị? Không phải. Nhân quả vận hành thì chư Phật không can thiệp được. Nhớ ha. Cho nên không có chuyện là Đức Phật can thiệp về nhân quả mà rước mình đi cõi này, rước đi cõi kia, không có. Nhưng mà Đức Phật đề nghị mình hãy niệm tưởng ân đức của chư Phật. Để chi? Thứ nhất, chúng ta thoát khỏi những cái sợ hãi. Bởi vì Đức Phật là người không còn sợ hãi. Mà chúng ta nương tựa vào Ngài thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Thứ hai, khi mà chúng ta tùy niệm Phật ấy, là chúng ta gieo duyên lành với chư Phật, có nghĩa là bất kỳ đời nào chúng ta sanh ra mà nhằm cái thời kỳ có một vị Phật ra đời là mình đều gieo duyên lành, mình gặp các vị Phật đó hết, không việc gì mà mình phải lo. Quý vị biết là có rất nhiều những cái trường hợp ấy, quý vị, vào thời Đức Phật còn tại thế, người ta chỉ cần nghe nói Phật thôi là người ta rụng rời tay chân hết, bỏ hết công việc, không cần thiết cái gì hết, toàn bộ chỉ hướng tâm một lòng tìm đến nơi có Phật. Họ chỉ cần biết là có Phật ra đời, họ chỉ cần nghe chữ Phật thôi quý vị. Nhiều người đó, như là một vị vua đó, vừa nghe tiếng Phật té xỉu, xúc động quá, xúc động mãnh liệt quá, gieo duyên lành ấy, về chư Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên đời này chỉ cần nghe một cái chữ Phật thôi là mình xúc động. Và tìm tới cho bằng được, bất kể ngày đêm, coi như là đất nước, thành quách, thành trì, dân chúng này là bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết để mà đi tu, bỏ hết để mà đi theo Phật. Cho nên, quý vị nhớ là chúng ta trong cái cuộc sống giống như là con rùa mù, quý vị. Mà khó khăn lắm, hãn hữu lắm mới chui vào được cái bọng cây nổi.
Nhưng mà khi chúng ta gieo duyên lành với chư Phật, thì cái cơ hội mà chúng ta tái sanh vào cái thời kỳ có một vị chánh đẳng giác ra đời nó nhiều hơn rất là nhiều. Mà nếu như trong trường hợp mà mình không gặp được một vị chánh đẳng giác, tại vì một vị chánh đẳng giác khó ra đời lắm, khó gặp lắm, thì mình có thể gặp những vị Phật khác như là vị Phật độc giác. Quý vị biết là cái cơ hội mà gặp một vị độc giác đó, nó nhiều hơn cơ hội gặp một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà chỉ có chư vị độc giác hoặc chư vị chánh đẳng giác mới biết đây là độc giác. Có nghĩa là mình thấy một người đi ở ngoài đường bình thường vậy đó, mình không ai biết, không một ai biết vị đó là một vị Phật độc giác, không ai biết hết. Mình chỉ thấy là con người này nó kỳ lạ hoặc có đức hạnh hoặc giỏi lắm là mình cảm mến thôi, chứ mình không biết. Nhưng mà người tu tập đệ mục tùy niệm Phật đó, thì mình có cơ hội, mình gần gũi, mình dễ tiếp xúc hơn với chư hiền thánh khi mà họ có mặt ở đời. Và khi mình tiếp xúc như vậy đó, mình có cơ hội mình làm phước, có cơ hội mình cung kính, có cơ hội mình phục vụ, có cơ hội mình bố thí đối với chư hiền thánh. Và khi mà mình làm những việc thiện đối với chư hiền thánh tăng, thì cái cơ hội mà mình sanh tử luân hồi ở cái cõi lành nó vẫn cao cấp hơn là đi xuống cõi dữ. Cho nên đó là cái lợi ích của cái việc tùy niệm Phật, đó là mình gieo cái duyên lành đối với chư Phật. Và một cái lợi ích nữa khi mà mình tu tập đề mục tùy niệm Phật ấy, là do khi mà chúng ta tu tập đề mục tùy niệm Phật là chúng ta dùng cái sanh nha, có nghĩa là dùng cái tưởng của mình ấy, để nghĩ tưởng về ân đức của Phật. Chứ nó không phải là cái trí. Nhớ, nó không phải là trí. Nó là cái tưởng mà mình suy tưởng, giống như là mình suy nghĩ về Đức Phật. Cho nên ấy, mình có thể làm tất cả những cái công việc khác ngoài ra, vừa làm vừa suy nghĩ. Ví dụ như vừa quét sân vừa suy nghĩ về ân đức của Phật. Dùng cái từ niệm nhiều người không hiểu, nhưng mà dùng cái từ suy nghĩ thì nhiều người họ dễ hiểu hơn. Chúng ta có thể vừa quét sân vừa suy nghĩ về ân đức của Phật, vừa rửa chén vừa suy nghĩ về ân đức của Phật, vừa lái xe vừa suy nghĩ về ân đức của Phật. Tại vì nó không yêu cầu cái định nó thâm sâu như là những cái đề mục khác, bởi vì nó hoạt động dựa trên cái tưởng liên tục. Mình không làm thêm một cái việc gì hết. Sư ví dụ ha, bình thường á, chúng ta có thể vừa lái xe vừa nghĩ về chuyện nhà, vừa nghĩ chuyện cơ quan, đúng không? Có. Hoặc nhiều lúc mình vừa lái xe mà mình vừa ca hát ở trong đầu á, có. Hoặc là mình làm bất kỳ chuyện gì mình đều suy nghĩ về cái này, suy nghĩ về cái kia, có nghĩa là cái đầu của mình, cái tưởng của mình á, nó hoạt động không ngừng, nó thất niệm. Trong khi đó chúng ta chỉ việc thay vì mình suy nghĩ lung tung quý vị, thì mình suy nghĩ về ân đức của Phật. Nó chỉ thay đổi như vậy thôi. Chứ mình đừng nói là bây giờ tôi tu tập đề mục tùy niệm Phật rồi đó, thì không lẽ giờ công ăn việc làm tôi bỏ hết. Không phải. Mình vẫn làm việc bình thường. Nhưng mà thay vì lúc trước mình vừa làm, mình vừa nghĩ chuyện nhà, chuyện con, chuyện cơ quan, chuyện làng trên xóm dưới, hoặc là vừa làm mà mình vừa ca vừa hát, thì bây giờ mình vừa làm mình vừa suy nghĩ về ân đức của Phật. Nhờ như vậy á, ở đâu cũng là cơ hội của mình tạo phước, ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là chánh điện. Ha. Đó là những lợi ích khi mà chúng ta tu tập được một tùy niệm Phật. Và tiếp theo á, chúng ta đến cái đề mục tiếp, cái ân đức tiếp theo, đó là Samma Sambuddho, có nghĩa là Hán dịch á, là chánh đẳng chánh giác. Mình thường gọi Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái từ chánh đẳng chánh giác á, có nghĩa là từ Samma Sambuddho, được dịch ra từ cái từ Samma Sambuddho. Cái từ Sambuddho nó có nghĩa là tự mình thành Phật. Khó lắm quý vị. Chư độc giác cũng có thể gọi là Sambuddho, có nghĩa là các ngài cũng tự mình thành Phật. Chúng ta thường theo một số cái truyền thống, họ coi thường một vị độc giác, nhưng mà cái việc mà tự mình giác ngộ nó khó, vô cùng khó. Thường chúng ta cứ như những cái người ở thế gian, đói ăn khát uống, rồi mình cứ quanh đi quẩn lại cơm gạo áo tiền. Rất hiếm những người mà nhận ra cái cuộc đời này nó hoàn toàn là những thứ bất toàn bất trắc,
nó không có cái gì là bền vững. Hiếm người nhận ra cái chuyện đó lắm. Rồi trong số những người nhận ra được cái nỗi khổ trong cuộc sống, hiếm người có được cái suy nghĩ là bây giờ mình làm sao để mình thoát khổ. Nhiều người họ biết là họ khổ đó chứ, nhưng mà họ bị đè bẹp bởi cơm gạo áo tiền, hoặc đè bẹp bởi cái nghiệp của họ. Khó mà mình suy nghĩ lắm quý vị. Nhiều người, người ta nói là cái khó nó ló cái khôn, nhưng thực tế đa phần là cái khó nó bó cái khôn. Mình khổ quá mình không suy nghĩ được gì hết. Rất hiếm những con người trong số đó họ nghĩ bây giờ làm sao để mà làm được một thoát khỏi cái cảnh khổ này. Và trong số những cái con người mà họ suy tư, nhiều người họ suy tư làm sao tôi thoát khổ, nhưng mà họ suy tư nó bị lệch. Họ nghĩ là bây giờ tôi thoát khổ bằng cách là tôi làm, tôi kiếm tiền thiệt là nhiều tiền thì tôi hết khổ. Hoặc là bây giờ tôi khổ, tôi không có bạn đời, tôi ế, tôi là một người độc thân, thì bây giờ tôi phải làm sao đó để tôi có được một người vợ, một người chồng để tôi thoát khổ. Hoặc là nhiều người họ nghĩ là bây giờ tôi khổ là tại vì tôi không có con, rồi sau này già cả không ai lo cho tôi. Cho nên là họ bằng cách này cách kia họ ráng, họ kiếm được một đứa con để mà họ thoát khổ. Có nghĩa là tất cả những cái người mà họ có cái suy nghĩ họ thoát khổ đó đó, đa phần là mình tìm một cái con đường sai lầm. Rốt cuộc thay vì thực sự thoát khổ thì họ chỉ là người đầu tư cho một cái khổ khác mà thôi. Quý vị biết là có người đó, cha mẹ sanh ra, lớn lên, ở với mẹ mình không sướng, tự dưng đem lòng thương người dân, mà tới hồi mà mình cưới nó về đó, khổ muốn chết. Nào là mẹ chồng, nào là cô chồng, nào là em chồng, rồi nào là những cái phận sự của người vợ, những phận sự đối với họ hàng, bà con, rồi thế, nào là cơm, gạo, áo, tiền vừa đi. Nói chung là hồi trước chỉ lo cho bản thân mình thôi, bây giờ mình phải lo cho đủ mọi người hết trơn hết trọi, thì nó bắt đầu nó khổ. Mà lấy chồng rồi đâu phải là cái chuyện hết đâu. Thí dụ như mà lấy chồng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm không có con là bắt đầu là người ta nói tới nói lui, nói là cây độc không trái mà gái độc không con. Rồi bắt đầu người ta nói tới nói lui, thế là phải nghĩ cách làm sao đó để có được một cái đứa con. Có nghĩa là mình sống theo cái miệng của thiên hạ và mình nghĩ đó là hạnh phúc. Rồi khi mà mình có con, đâu phải cái chuyện có con chỉ là đơn giản là nó ra một cái bụng rồi đẻ ra cái bẹt là xong đâu. Chịu biết bao nhiêu những cái đau khổ khi trong suốt cái quá trình mang thai, rồi chồng không thông cảm, mẹ chồng không thông cảm, em chồng không thông cảm, rồi còn những cái công việc gia đình, đủ thứ hết trơn. Rồi tới hồi mà đẻ ra nữa là phải nuôi. Mà chính vì những cái đó người ta cho đó là hạnh phúc, cho nên người ta lúc nào họ cũng tìm kiếm cái đó và họ gọi đó là hạnh phúc. Và Đức Phật nói như thế này. Quý vị biết là bà mẹ của Ngài Siva Lý đó, là đệ nhất tại lộc, mẹ của Ngài Siva Lý. Bà mang thai Ngài Siva Lý 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày. Cái lúc mà Ngài đẻ, bà đẻ ra đó, bà đau gần chết, đau đớn kinh khủng lắm quý vị. Nhưng mà khi mà bà đẻ ra được rồi đó, bà Chay Tăng cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật hỏi bà đó, bây giờ bà có chấp nhận mà đau cỡ như vậy nữa để mà đẻ ra thêm một đứa nữa như vậy hay không? Bà nói là đẻ 7 đứa cũng được, chứ không phải 1 đứa. Thì Đức Phật mới nói đó, chính cái khổ nó đội lốt, nó đội lốt cái hạnh phúc. Cái đau khổ nó đội lốt cái hạnh phúc. Cho nên con người ta không nhận ra cái khổ. Thấy chưa? Bản thân cái việc lấy chồng, sanh con, nuôi con là cái việc đau khổ, nhưng mà nó đội lốt cái hạnh phúc, cho nên mình không thấy nó khổ. Và trong số những cái con người đó, hiếm cái con người mà tìm ra được một cái biện pháp thoát khổ cho nó đúng đắn. Hiếm lắm quý vị, hiếm. Đúng đắn là như thế nào? Có nghĩa là họ hiểu sở dĩ mà mình chịu những cái khổ này. Thứ nhất là do tham ái. Mình còn tham, còn thích cho nên mình mới khổ. Sống một mình chịu không được, cho nên mình phải kiếm một tấm chồng. Hoặc nhiều người họ sợ, họ không muốn có chồng,
nhưng mà cũng phải ráng kiếm đứa con. Nhưng mà họ không hiểu cái chuyện bản thân, cái việc tham ái, sợ cô đơn đó là một cái khổ. Thì cái người có trí họ nhìn thấy đây là cái khổ. Cái thứ hai họ thấy đó, chính do cái sự mà tham ái này nè, chính do cái sự tìm cầu này nè, cho nên mình mới làm đủ mọi chuyện, từ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình đi làm như con trâu để chi? Để thỏa mãn cái lòng tham đó. Nhưng mà lòng tham thì nó vô đáy, nó không bao giờ nó thỏa mãn. Vì vậy họ hiểu được chuyện đó, họ nghĩ là bây giờ hết tham thì hết khổ. Hoặc là tôi không còn bị cái tham đó nó chi phối tôi, tôi không bị những cái tham thích đó nó chi phối tôi. Người ta, người đời ở thế gian họ nghĩ là tôi thỏa mãn được cái sự ham muốn của tôi, nó là hạnh phúc. Nhưng cái bậc hiền trí họ hiểu tôi không bị chi phối bởi cái sự ham muốn, đó là hạnh phúc. Quý vị thấy cái sự khác nhau không? Tôi không bị chi phối thì đó mới là hạnh phúc. Và khi họ nghĩ được như vậy, họ mới nghĩ là bây giờ làm sao để mà tôi xa lìa cái tham ái, tôi xa lìa cái đau khổ. Thì họ mới nghĩ còn chung chạ với người đời, chung chạ với thế gian thì làm sao thoát khỏi tham ái. Cho nên họ nghĩ cách họ xuất ly, nghĩ cách họ ly dục, nghĩ cách họ buông bỏ, họ ra đi. Buông bỏ nhẹ nhất là bắt đầu buông bỏ tài sản. Buông bỏ tiếp theo bắt đầu buông bỏ cả cái mối quan hệ được cho là thân thiết, như là vợ chồng con cái, họ bắt đầu họ buông bỏ hết. Buông dần đi. Rồi cho tới cái bước cao hơn nữa là họ buông bỏ bằng cách buông bỏ cái kiếp sống hiện tại mà còn chung chạ với người đời, đó là xuất gia. Trong cái thời kỳ không có Phật quý vị, người ta đâu có cái khái niệm mà xuất gia vô chùa đắp y mà làm một ông sư, không có. Mà họ chỉ nghĩ là bây giờ đi vô rừng hoặc đi vô cái nơi nào đó nó thanh vắng để mà xa lìa cái chốn mà phồn hoa đô hội này, xa lìa nó để mong đạt được cái sự yên tịnh, xa lìa nó. Nó giống như mình thấy cái toilet nó hôi thì mình đâu có ai mà muốn ngồi ăn ngay cái toilet, đúng không? Cho nên khi mà mình dọn mâm ăn lúc nào mình cũng tránh cái chỗ đó, tránh càng xa càng tốt. Tránh làm sao cái hơi, mặc dù là cái toilet mình rửa hàng ngày đó, mình chà rửa hàng ngày, nhưng mà mình vẫn có cái ý là mình nhờm gớm đó. Cho nên là mình ăn uống lúc nào mình cũng tránh cái chỗ đó đi. Không có ai mà ngồi ngay toilet ăn. Cũng như vậy, các bậc trí đó khi mà thấy được cái sự nguy hại trong các dục, thấy được sự nguy hại trong tham ái, thì các ngài tìm cách, các ngài xả ly, tìm cách các ngài cách ly mình ra khỏi cái môi trường để cho tham ái nó phát triển. Do đó, đó Phật giáo Nam truyền mới có một khái niệm gọi là ly dục ba la mật, hoặc là xuất gia ba la mật, gọi là Nekkhamma Parami, có nghĩa là tôi ly dục nhằm cái mục đích tôi tìm cái cơ hội tôi giải thoát. Còn mình cứ nói là tôi nguyện thành một vị chánh đẳng giác, tôi muốn tu làm Phật, tôi sẽ thành Phật, mà mình vẫn cứ sống cái đời cư sĩ tại gia, có nghĩa là mình chưa ý thức được cái sự đau khổ và cái con đường thoát khổ như Thế Tôn, chưa ý thức được. Mà Ngài ban đầu Ngài chỉ là một chúng sanh thôi, không có Phật Pháp gì hết, Ngài không biết Phật Pháp là gì hết. Nhưng mà Ngài có được cái suy nghĩ đó. Và khi mà Ngài suy nghĩ, Ngài ly dục như vậy đó, thì đủ chưa? Chưa đủ. Bản thân cái việc ly dục nó chỉ là cách xa cái môi trường sa đọa thôi. Có nghĩa là mình cách ly khỏi cái môi trường để sa đọa thôi. Nhưng mà làm sao để mà mình đi lên? Thì Ngài mới nghĩ bây giờ đó, ở thế gian họ có hai kiểu hành động. Thứ nhất là cái hành động thiện đem lại hạnh phúc cho mình, cho người khác, đời này và đời sau. Thứ hai là đem những cái hành động bất thiện, có nghĩa là nó đem lại đau khổ cho mình, cho người khác, đời này và đời sau. Như vậy, cái việc mà mình thoát khổ đó phải làm theo hành động nào? Bởi vì chỉ có hai loại hành động đó thôi, một là thiện, hai là bất thiện. Thì các ngài nghĩ nếu như có cái sự mà không còn đau khổ, thì cái không còn đau khổ đó chỉ có thể đạt được bởi người làm thiện.
Cho nên các ngài mới bắt đầu làm tất cả những cái phước thiện nhằm mục đích hướng đến cái sự thoát khổ, hướng đến cái sự giải thoát, không còn cái chuyện những cái khổ đau này nữa. Các ngài lúc đó vào cái thời kỳ không có Phật ra đời, làm sao biết Niết Bàn là cái gì? Các ngài không có nhận thức đó. Nhưng mà ít nhất các ngài muốn là làm sao đó để tôi thoát khổ. Và trong vô số chúng sanh, chỉ có một số rất ít người có được cái suy nghĩ này. Và như vậy họ bắt đầu vung tạo những cái hạnh lành nhằm mục đích thoát khổ. Và bây giờ chúng ta gọi đó là Ba La Mật. Ba La Mật ấy, nói theo Bắc truyền là 6 Ba La Mật, gọi là lục độ. Nói theo Nam truyền là 10 Ba La Mật, là thập độ. Nhưng thực tế cái gọi là Ba La Mật chỉ có một khái niệm hết sức đơn giản. Đó là mình làm tất cả những việc lành nhằm mục đích thoát khổ, hướng đến cái sự giải thoát, thoát khổ, thì đó gọi là Ba La Mật. Còn nếu như mình làm những cái việc lành nhằm mục đích sanh về cõi trời, nhằm mục đích để mình giàu sang, nhằm mục đích để mình có được vợ đẹp hoặc có được nhan sắc, vân vân và vân vân, thì đó không gọi là Ba La Mật. Cho nên nhiều người họ cứ nói là bây giờ bố thí mà cứ lẳng lặng tới đưa cho mớ tiền vậy đó, rồi lẳng lặng đi, và họ gọi đó là Ba La Mật. Thì sư nói là chưa chắc. Cái việc mà mình bố thí, mình cúng dường, mình giấu tên đó quý vị, bản thân nó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà nó chưa chắc là Ba La Mật. Cái gọi là Ba La Mật, cái bố thí Ba La Mật đó có nghĩa là mình làm cái việc bố thí có mục đích là hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ, thì đó mới gọi là Ba La Mật. Nhớ ha. Và như vậy đó, trong số những cái chúng sanh mà biết suy nghĩ, biết hành động như vậy, thì các ngài mới bắt đầu là vung tạo tất cả những hạnh lành. Và khi đó, đó chia ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là thấy là bây giờ tôi khổ quá rồi, thôi bây giờ miễn sao thoát khổ thôi, còn cái chuyện mà thiên hạ làm sao thì họ có phước của họ, tôi lo cái bản thân tôi trước cái đã. Mình đừng nói họ tiểu thừa, mình đừng nói họ hẹp hòi. Sư lấy ví dụ, bây giờ mình đang ở chùa nè, mà giả sử ha, chùa nó bắt đầu là nó rung, bắt đầu quý vị nghe tiếng rung lắc, nghe tiếng rung lắc là mình nghĩ là nó sắp sập rồi đó, cái chánh điện sắp sập tới nơi, mình sắp rớt xuống dưới. Cái quý vị nghĩ đầu tiên là cái gì? Mình lo, mình chạy ra trước, ai hơi đâu mà lo cho người ta. Thật sự cái lúc mà nó nguy cấp nhất, mình lo cho bản thân mình trước, đó là cái phản ứng tự nhiên của tất cả chúng sanh. Tự cứu mình trước cái đã, rồi mới nghĩ tới cái chuyện là cứu người khác. Còn tới hồi mình ra rồi, mình cứu người khác như thế nào đó là cái chuyện tính tiếp. Còn trước mắt mình thấy cái chuyện nó sập tới nơi rồi là mình lo chạy bản thân mình trước. Không thể nào chê trách được. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên. Cho nên ấy, nhiều người khổ quá mà có trí tuệ, hiểu được con đường thoát khổ, thôi lo tự cứu mình trước cái đã. Còn cái chuyện cứu mình xong rồi có cứu được ai khác hay không thì tính tiếp. Đó là chuyện hết sức đương nhiên. Rồi đó, có thêm một cái hạng người nữa, họ nghĩ là cái việc mà mình tự cứu mình là cái chuyện không thành vấn đề. Quý vị thấy cái sự khác nhau không? Vì nó nghĩ cái việc mình tự cứu mình, chuyện nó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như mà mình là người có khả năng như vậy đó, mà mình chỉ cứu có mỗi bản thân mình thôi thì nó uổng. Cho nên thôi thì trước sau cũng đi, thì mình làm một cái bè, mình đưa hết mọi người cùng qua sông. Một mình giác ngộ thì mình cũng được đó, dư sức. Nhưng mà tại sao mình không làm một cách nào đó để cho tất cả những người có duyên với mình cùng giác ngộ? Quý vị biết là trong tiền kiếp ấy, khi Ngài còn là Bồ Tát, một lần là Ngài đi với mẹ đi trên một cái con thuyền ở giữa biển, thì sóng to gió lớn, thuyền nó bị đắm. Và Ngài vì cái tình thương đối với mẹ của mình thôi, vì cái chữ hiếu,
Ngài lặn lội trên biển sóng to gió lớn, Ngài lặn lội hụp lặn ở trên biển 7 ngày liên tục, cõng mẹ đi vào một cái hòn đảo, coi như là vào bờ đó. Và Phạm Thiên, một vị trời đó, thấy một cái con người có nghị lực, có ý chí như vậy, thì mới nói là một con người như Ngài đó, thì có khả năng giác ngộ đó, có khả năng đủ cái nghị lực, đủ ý chí để giác ngộ. Nhưng mà một mình Ngài mà giác ngộ thì uổng quá. Thì Ngài mới nói, ngày hôm nay ta cõng mẹ sang sông, thì sau này ta sẽ làm một chiếc bè đưa người khác sang sông. Và như vậy Ngài bắt đầu, Ngài có suy nghĩ làm một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khó lắm quý vị. Còn đa phần chúng ta nghĩ là thôi bây giờ mình thành Phật là được rồi, thành một vị độc giác cũng được. Còn cái người mà đại hạnh đại nguyện được như Ngài nó hiếm lắm. Rồi còn một trường hợp nữa đó, khi mà chư Phật ra đời đó, khi mà chúng sanh đó, như chúng ta đây nè, nhìn thấy Ngài, nhìn thấy một vị chánh đẳng giác, chúng ta hâm mộ, hâm mộ, muốn làm sao cũng được như Ngài. Cho nên là cũng có vô số chúng sanh phát cái nguyện Bồ Đề, cũng muốn thành một vị chánh đẳng chánh giác như Ngài. Đây lại là một trường hợp khác. Mỗi một vị Phật ra đời sẽ có vô số người phát nguyện như vậy. Nhưng mà quý vị biết là từ cái thời kỳ mà phát nguyện trong tâm là tôi muốn thành một vị chánh đẳng chánh giác, cho đến khi mà mình thật sự mà mình thành một vị chánh đẳng giác á, theo hạnh trí tuệ, có nghĩa là thông minh bằng trời đi nữa, theo hạnh trí tuệ là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ là một con số 1 và 140 con số 0. Được mô tả như thế này nè. Giả sử như có một cái ô vuông dài rộng cao là khoảng 20 cây số. Dài rộng cao 20 cây số, nó là một cái ô vuông lớn như vậy, chứa toàn là hạt mè. 100 năm có một con chim nó ăn một hạt, thì cho tới khi nào á mà cái con chim đó nó ăn hết tất cả các hạt mè ở trong cái ô vuông đó, đó, vậy mà vẫn chưa hết một A Tăng Kỳ. Nó lâu tới cái mức độ đó. Và quý vị biết là cái con số 20 A Tăng Kỳ này là con số tối thiểu. Nếu như mà quý vị tu theo cái hạnh mà niềm tin á, đức tin á, có nghĩa là mình tính mình mạnh, đức tin mình mạnh á, mà mình muốn thành một vị chánh đẳng giác là gấp đôi, có nghĩa là 40 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Cái người trí tuệ thì chỉ 20 thôi, còn cái người đức tin là 40, tại vì họ thiếu trí tuệ. Đức tin của họ quá mạnh đi, nó đè cái trí tuệ xuống, cho nên cần phải thời gian tốn gấp đôi. Rồi cái người mà tu theo hạnh tinh tấn ấy, có nghĩa là thích phục vụ. Quý vị nghĩ mấy người mà tinh tấn đi vô chùa lúc nào cũng thích kiếm cây chổi hoặc thích xuống nhà bếp phục vụ thôi. Thì cái người mà phục vụ đó, nếu như họ muốn thành một vị chánh đẳng giác là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà sư nói cái con số 80, 40 và 20 đó là con số tối thiểu, chứ không phải nói tối đa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa không phải bây giờ mình thắp nhang lên ông Phật rồi mình nói là cho con thành một vị chánh đẳng giác, là cứ như vậy là mình về đời là mình ăn chơi xả láng, rồi cái 20, 40, 80 đó con số nó tới tự nhiên mình thành Phật. Không có chuyện đó, nhớ, không có chuyện đó. Cái con số đó là con số tối thiểu, với điều kiện là trong suốt cái thời gian đó chúng ta nỗ lực, chúng ta hành trì vun bồi các thiện pháp. Chứ còn nếu như mà mình dễ vui thì chịu thua ha. Chỉ khi được Phật thọ ký rồi, ví dụ như một vị Bồ Tát chánh đẳng giác bằng cái hạnh trí tuệ, khi được Phật thọ ký thì Ngài sẽ thọ ký là cái con người này tu tập tới cái mức độ này, ngay cái kiếp này, nếu như người đó chuyển nguyện dư sức đạt được quả vị A-la-hán tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, có nghĩa là nó cao siêu
cũng cỡ như là những cái bậc mà đại thanh văn đệ tử. Nhưng mà cái con người đó không chuyển nguyện, thì Đức Phật nói cái con người này, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau sẽ thành một vị Phật. Bởi vì Ngài biết là cái con người này không có cách chi mà thối chuyển nữa. Giả sử như mà cái việc mà bây giờ, ngay bây giờ mà đi xuống địa ngục mà sẽ thành Phật, thì suốt 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, thì cái con người này vẫn sẵn sàng đi xuống địa ngục, không một cái nhíu mày. Còn mình bây giờ, mình nói là mình tin Phật ghê lắm, chứ còn bây giờ nó lôi mình ra, nó đánh mình cho 5 bữa, 10 bữa, rồi nó hỏi bây giờ còn theo Phật hay không là phải suy nghĩ lại. Nhưng mà một cái con người mà Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ở cái kiếp mà được Phật thọ ký rồi, từ giờ đó trở đi thì không bao giờ vì một cái nguyên nhân gì thay đổi cái ước nguyện. Nhưng mà cái con số nó hiếm lắm quý vị. Còn đa phần mình ấy, mình thấy được cái nỗi sợ trong cái sanh tử luân hồi. Nói đâu xa, bây giờ trong số chúng ta đây nè, những con người đang ngồi ở đây và những con người đang nghe online, chết rồi đó, cái khả năng đi xuống của chúng ta, chúng ta có nghĩa là bao gồm sư và quý vị, đi xuống nhiều hơn đi lên. Và đi xuống cái mà nó chờ mình là cái gì? Địa ngục. Hết kiếp địa ngục, hưởng hết cái kiếp địa ngục rồi, đi qua kiếp ngạ quỷ. Hưởng hết kiếp ngạ quỷ rồi, nó bắt đầu nó đi qua súc sanh. Coi như là nó hành mình cho tới mình ngu người luôn, mình không còn suy nghĩ được cái gì hết trơn. Thì bằng một cái cơ may hãn hữu nào đó, mình mới được sanh lại làm người. Và sanh lại làm người đó, chưa chắc cái kiếp đó mình gặp được một vị thiện tri thức kêu mình làm thiện, lánh ác, chưa chắc, hiếm lắm. Đa phần mình lên là mình theo cái dòng của chúng sanh, làm ác, sống ác. Tại sống ác nó dễ hơn sống thiện. Quý vị nghĩ bây giờ mình sát sanh nó dễ hơn, trộm cắp cũng dễ, tà dâm cũng dễ, nói dối cũng dễ, uống rượu cũng dễ. Và bản thân cái này nó mới quan trọng nè, nghe nó vui, làm cái chuyện đó nó vui. Nhiều người họ thích thú trong cái chuyện mà làm ác, còn làm thiện nó khó. Cho nên tất cả những con người bao gồm sư và quý vị, cơ hội mình đi xuống nó nhiều hơn đi lên. Và khi mà mình sợ cái sự luân hồi như vậy đó, nhìn thấy cái khổ địa ngục. Quý vị biết là trong địa ngục nó có nhiều cái cảnh lắm. Trong đó có một cảnh là như là cho những cái người mà phạm cái giới tà dâm, quý vị. Nó có một cái nồi nước đồng sôi, giống như là nước đồng, đồng nấu chảy thành nước ấy. Thì một chúng sanh nó sẽ rớt xuống đó, nó chìm xuống đáy, rồi nó lại nổi lên trên, lên trên nó lại chìm xuống đáy. Cứ liên tục như vậy, từ thời Đức Phật này cho tới thời Đức Phật khác, chưa xong, chưa trả xong các nghiệp. Nó đau khổ lắm quý vị. Và mặc dù miệng mình nói là mình muốn thành Phật, nhưng mà khi mà mình bị xuống địa ngục rồi đó, là tự nhiên nó đổi nguyện hết trơn. Khổ quá. Rồi khi mà mình chịu những cái cảnh khổ như vậy đó, từ cái kiếp này qua kiếp khác, đa phần hầu hết những cái chúng sanh mà phát nguyện thành một vị Chánh Đẳng Giác á, đổi nguyện sạch, không còn muốn nữa. Tại vì sao? Lâu quá. Mà trong khi đó, trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi đó, là tôi sẽ phải xuống địa ngục, không tránh khỏi. Chắc chắn nếu như mà quý vị còn giữ cái nguyện thành một vị Chánh Đẳng Giác, thì cái chuyện mình xuống địa ngục là chuyện không tránh khỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm rất nhiều những cái ác nghiệp trong kiếp quá khứ. Kiếp này không nói, sư coi như là quý vị sống như ông thánh trong kiếp này luôn, sư không tính. Nhưng mà mình đã làm vô số cái ác nghiệp trong kiếp quá khứ. Và cái quả nó sẽ trổ bất kỳ lúc nào. Và khi quả nó trổ là mình đi xuống địa ngục. Một vị mà phát nguyện thành một vị Chánh Đẳng Giác, chịu hết cái khổ địa ngục, đi ngạ quỷ, đi súc sanh rồi, coi như là lên bờ xuống ruộng, bị hành hạ như vậy mà vẫn không đổi nguyện, nó hiếm, vô cùng hiếm. Đa phần là mình đổi nguyện hết. Quý vị biết là cái này sư kể chuyện, sư nằm mơ thôi ha. Nằm mơ, sư lặp đi lặp lại này nằm mơ, chứ không có ông chứng bà chứng gì hết trơn. Có lần sư suy nghĩ là không biết mình tu bao nhiêu kiếp rồi. Thật sự không muốn tu bao nhiêu kiếp rồi. Và sư coi như là mình làm sao đó, mà nguyện làm sao đó, ví dụ như chư thiên hoặc ai đó,
Nếu mà biết á, cũng báo dùm cho biết con tu tu bao nhiêu kiếp rồi, để nó cũng có cái gọi là tự hào, rồi mình biết là mình lên cái kế hoạch cho cái con đường tu hành sắp tới. Thì quý vị biết là sư nằm mơ, sư ngủ, sư nằm mơ, sư lặp đi lặp lại là sư nằm mơ. Thì sư gặp một người, họ nói là ông tu mới có mười mấy kiếp thôi. Và quý vị biết là khi mà tỉnh tỉnh lại, mình không biết cái chuyện đó thiệt hay không mà mình nản lắm quý vị. Mình cứ nghĩ là mình tu cũng dữ dằn lắm, ít nhất cũng là vài chục kiếp, trăm kiếp hoặc là một A tăng kỳ kiếp là cũng dữ dằn lắm. Không lẽ giờ mình gặp ông nói ông mới tu có mười mấy kiếp thôi, đường còn xa lắm. Thì tự nhiên mình nản, nản quý vị. Tại vì mình biết là cái con đường mình cần phải đi nữa đó, nó dài thăm thẳm. Mà cái con số mà mình mới làm xong nó chỉ có một cái con số lẻ, không bằng một con số lẻ nữa. Cho nên nhiều người quý vị tu lâu quá không thấy chứng đắc gì hết, họ nản. Và chính vì họ nản như vậy họ đổi nguyện. Đổi nguyện thôi, không thành chánh đẳng giác nữa. Lâu quá đi, tôi tưởng tôi tu lâu lắm rồi thì thêm một hai chục kiếp nữa không sao, một hai A tăng kỳ kiếp nữa không sao. Nếu còn mà bây giờ mới bắt đầu thì thực sự là nó rất là nản. Cho nên là rất nhiều trong số họ họ đổi nguyện. Đó. Cho nên cái con người mà cho tới cuối cuối cái hành trình đó mà đạt thành cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác, cái con người đó nó hiếm, vô cùng hiếm. Cho nên nó hiếm ở hai chỗ. Thứ nhất là hiếm ở chỗ là thành Phật, thành một vị Phật mà không cần thầy chỉ dạy, có nghĩa là không biết sự thật là gì, không biết con đường thoát khổ là gì, tự mình tìm ra cái con đường thoát khổ. Đó là chuyện khó thứ nhất. Mà thế nào là tìm ra con đường thoát khổ? Vị đó không cần thầy chỉ dạy, không ai dạy mình hết, tự mình tìm ra, hiểu được đây là khổ, hiểu được đây là nguyên nhân khổ, chính tham ái nó là nguyên nhân khổ. Vị đó hiểu được đây là cái con đường đưa đến sự thoát khổ, và vị đó hiểu được đây là cái trạng thái mà mình sẽ có được khi mà mình hoàn toàn chấm dứt khổ. Vị đó phải có trí tuệ hiểu được, tìm được cái nguyên lý đó. Rồi tiếp theo vị đó phải hiểu, hiểu được cái khổ cần được nhận thức. Cái khổ cần được nhận thức, cái nguyên nhân khổ cần được chấm dứt. Có nghĩa là cái nguyên nhân của khổ mình cần phải chấm dứt nó. Và cái con đường mà đưa đến cái sự chấm dứt khổ đó cần phải được thực hành. Và cái cảnh giới hoàn toàn chấm dứt khổ mình cần phải có được. Vì ta hiểu là hiểu lần thứ hai. Hiểu lần thứ ba, vì ta hiểu cái sự nhận thức đây là khổ này nè, là đã nhận thức rồi, hiểu rồi, hiểu nó rồi đó. Mình phàm phu bây giờ mình cứ nghĩ là tôi biết khổ, ai cũng nói tôi biết hết, nhưng mà cái biết của mình còn là cái biết của phàm phu. Vì sao? Tôi biết đây là khổ nhưng mà cái khổ đó nó vui. Tôi còn thích cái khổ. Có nghĩa là tôi còn thích cái chuyện đói ăn khát uống, còn thích cái chuyện nam nữ, còn thích cái chuyện nghe nhạc, nghe múa hát, thổi đờn kèn, còn thích làm những cái sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu. Tôi còn thấy nó vui, mặc dù tôi biết nó khổ, nhưng mà tôi còn thấy nó vui. Thì đó chưa gọi là cái sự nhận thức đầy đủ đây là khổ. Còn Đức Phật, Ngài sở dĩ gọi là một bậc trí tuệ, đó là Ngài nhận thức được đây là khổ. Và Ngài thấy là cái nguyên nhân khổ này đã được Ngài đoạn trừ, đã được Ngài chấm dứt rồi. Có nghĩa là nó không còn khả năng nó phát sanh nữa. Và cái con đường thoát khổ đó là bát chánh đạo, là thức giác chi, là ngũ căn ngũ lực, là tứ niệm xứ, là tứ chánh cần. Cái con đường mà đưa đến sự thoát khổ đó các ngài đã hành trì rồi. Và Niết Bàn là cái trạng thái hoàn toàn chấm dứt khổ, là ngài đã thực chứng ra rồi, đã nếm được cái mùi vị, cái hương vị của Niết Bàn. Cho nên ngài được gọi là một bậc Sambuddho, có nghĩa là
tự chứng ngộ mà không thầy chỉ dạy, tự ngài chứng. Rồi đó, sở dĩ mà gọi ngài là bậc Samma Sambuddho có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác là bởi vì sao? Bởi vì đó, khi mà ngài biết được, ngài nhận thức được cái chuyện đó, ngài chứng đắc thành Phật quả, ngài có khả năng giúp cho người khác cũng giác ngộ được như ngài. Còn một vị độc giác thì không làm được chuyện đó. Bởi vì đó quý vị, nó thâm sâu lắm. Sư giả sử cái ly nước, mình biết cái ly nó có cái hình dạng như thế này, mình biết cái ly nó như thế nào, biết cái nước nó như thế nào, biết cái ly cái màu của nó là màu nó trắng, nó trắng trong, cái nước cũng như vậy, có nghĩa là một cái ở thể rắn, một cái ở thể lỏng, mình biết. Nhưng mà mình làm sao để mà mình mô tả cho một người mù mà bị cụt hai tay hai chân, có nghĩa là họ không cách gì mà họ nhìn thấy được cái ly nước, và cũng không cách gì mà họ sờ chạm được cái ly nước hết. Mà mình đi mình mô tả cái ly nước cho họ, thì tự hỏi mình mô tả bằng miệng, mình mô tả cái kiểu gì, nó khó đủ bề hết. Thì cái giáo lý cũng như vậy đó, nó rất khó để mà truyền tải được, chuyển ra được cái ngôn ngữ để chúng sanh khác hiểu, khó lắm. Một vị độc giác chưa đủ khả năng đó. Mà quý vị biết là khi mà Đức Phật đạt thành quả vị chánh đẳng giác ấy, cái suy nghĩ đầu tiên của ngài quý vị biết là gì? Cái lúc mà ngài thành một vị, ngài còn là Bồ Tát, ngài còn cái nguyện lớn là mình sẽ độ tất cả chúng sanh. Cái nguyện của ngài vẫn còn lớn. Nhưng mà tới hồi mà ngài chứng thành rồi đó, ngài nhận thức được cái đạo mà mình giác ngộ này nó quá cao siêu, nó quá thâm diệu. Bây giờ nói làm sao cho người ta hiểu? Mà nếu như mình nói mà chúng sanh họ không hiểu thì chỉ làm phiền mình thôi, chỉ mệt mỏi mình thôi. Thì thôi bây giờ khỏi giác, khỏi có giáo pháp gì hết, khỏi có truyền đạo, khỏi có cho ai giác ngộ, tự mình niết bàn cho rồi. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên khi mà thành Phật. Nó giống như một người bị mù mà nhờ vừa mới chữa hết được cái căn bệnh mù, họ mở mắt được, họ sáng mắt, họ nhìn thấy được đây là bầu trời, đây là mặt đất, đây là nhà cửa, đây là cây cối, đây là màu sắc, đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Thì cái suy nghĩ đầu tiên của họ đó, cái hồi mà họ còn bị mù, họ nghĩ là bây giờ tôi sáng mắt ra, tôi sẽ chỉ cho những cái người mà còn mù nè biết được màu sắc là cái gì, hình ảnh là cái gì, trời đất cây cối chim muông hoa cỏ là cái gì. Nhưng mà tới hồi mà họ sáng mắt thiệt, họ thấy được rồi đó, họ suy nghĩ thôi chắc khỏi nói đi, tại bây giờ mình nói sao cho tụi nó hiểu, trời nó xa quá làm sao nó với tới. Mà mình kêu bầu trời nó có màu xanh, nó có mây, mây màu trắng, thì tụi nó cũng đâu có hiểu màu xanh là cái gì, màu trắng là cái gì, không hiểu. Đức Phật cũng như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của ngài là bây giờ đạo mình nó quá thâm sâu đi, làm sao để mà truyền tải được cho người khác, nó khó vô cùng. Do đó ngài nghĩ là thôi nhậm niết bàn. Và Phạm Thiên Sambhati đó mới hoảng hồn, mới nói là bây giờ ngài mà nhậm niết bàn rồi thì chúng sanh chìm trong đêm tối. Một người được như ngài nó hiếm lắm. Thưa Thế Tôn, ngài là một người rất hiếm trong tam giới. Bây giờ mà tìm khắp tam giới không tìm ra được một chúng sanh nào như ngài, mà bây giờ ngài nhập niết bàn rồi thì chúng sanh biết làm sao. Thỉnh ngài vì thương tưởng, vì cái lòng đại bi mà ngài thuyết pháp. Thì khi đó ngài mới nghĩ là có những cái chúng sanh có khả năng nghe hiểu, và ngài mới bắt đầu, ngài đồng ý Phạm Thiên Sambhati thư thỉnh 3 lần, và ngài chuyển bánh xe pháp luân. Cho nên cái giáo lý mà ngài biết đó, nó cao siêu lắm quý vị. Nhưng mà mình cứ nghĩ là bây giờ mình nghe nói kinh điển còn ở đó, tam tạng còn ở đó, 45 năm lời dạy của ngài đó, ngài vẫn còn ở đó, thì mình nghĩ là mình đọc viết, có nhiều người coi thường, nghĩ là hình như Phật nói đi nói lại cũng vậy à, đâu có gì khó đâu. Quý vị biết là Đức Phật ấy, nó sai ở hai chỗ. Sai thứ nhất
là nếu như mà mình hiểu được đúng như Phật hiểu, hoặc ít nhất đúng như chư vị thánh tăng hiểu, hiểu một cái bài kinh đó đó, hiểu tường tận á, chứng thánh rồi. Một bài kinh bất kỳ trong Tam Tạng kinh điển, một câu kinh bất kỳ trong Tam Tạng kinh điển, nếu như mà mình hiểu mà nó rốt ráo, hiểu mà trọn vẹn 100%, chắc chắn mình chứng thánh. Nhưng mà mình không hiểu tới. Mà chính vì mình không hiểu tới cho nên là mình nghĩ là nó cạn. Thực tế mỗi một câu kinh nó thâm sâu vô cùng quý vị. Quý vị biết là bản thân Ngài Xá Lợi Phất ấy, một câu kinh hoặc một từ trong kinh điển, ví dụ như vô thường, hoặc là nói về thế giới, hoặc một cái hòn đá, hoặc là thậm chí nói một cái ly nước, sư ví dụ, Ngài Xá Lợi Phất có thể dùng nó làm đề tài thuyết pháp suốt 3 tháng trời không hết. Cái giáo lý nó thâm sâu vô cùng. Mà trong khi đó mình hiểu nó cạn quá và mình coi thường giáo pháp. Cái hiểu, quý vị biết là cái việc uống nước thì một cái đứa con nít 7 tuổi uống nước, một cái anh sinh viên anh uống nước, và một cái anh giáo sư tiến sĩ về y tế, về coi như là về hóa chất hoặc là về những cái đại loại như vậy, thì quý vị biết là cái việc uống nước nó giống như nhau, cái cảm nhận khi uống nước nó giống như nhau, nhưng mà cái hiểu biết khi uống nước nó khác nhau hoàn toàn. Quý vị không nhận được không? Khác nhau. Đức Phật nói là một chuyện, Ngài hiểu, chính bản thân Ngài hiểu cái mà Ngài nói đó. Ví dụ như Ngài nói là tất cả các pháp ở thế gian đều là vô thường, thì cái mà Ngài hiểu nó thâm sâu hơn rất nhiều so với cái mà một vị độc giác hiểu. Và một vị độc giác hiểu nó thâm sâu rất là nhiều một vị thanh văn giác hiểu. Và một vị thanh văn hiểu thâm sâu hơn rất là nhiều so với phàm phu. Trong khi Ngài chỉ cần Ngài nói là tất cả các hành là vô thường, các pháp cái gì nó cũng vô thường hết, nếu như mình hiểu như nó rốt ráo đúng đắn là mình chứng thánh ngay lập tức, chứng ngay câu đó, chứ không phải là chờ tới bây giờ nó tới nó lui nó xuôi nó ngược. Ông người nói kẻ nghe mà không ai chứng. Cho nên đừng bao giờ coi thường giáo pháp, tại vì mình hiểu không hết. Cái thứ hai, cái vĩ đại của Thế Tôn là như thế này, sở dĩ Ngài gọi là Samma Sambuddho. Đức Phật có một lần Ngài nói là Ngài Xá Lợi Phất, bằng những cái mà Ngài đã hướng dẫn á, thì bản thân Ngài Xá Lợi Phất đủ khả năng chuyển bánh xe Pháp Luân như là Ngài chuyển. Có nghĩa là đủ khả năng xây dựng lên một cái hệ thống kinh luật luận Tam Tạng để mà đưa người khác có khả năng chứng thánh. Một mình Ngài Xá Lợi Phất đã đủ rồi. Khi mà mình đọc cái bài kinh đó, đọc cái đoạn kinh đó, mình nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất cũng giỏi tương đương Phật, nhưng không phải. Thực tế khi mà nói đoạn kinh đó, thứ nhất là Đức Phật tán dương Ngài Xá Lợi Phất. Thứ hai, để cho chúng ta thấy đó, cái việc mà hoằng pháp, cái việc mà nói pháp như vậy nè, nó không được một cái phần tỷ cái khả năng của Ngài. Cái việc Ngài thuyết pháp nó giống như là giết gà dùng dao mổ trâu quý vị. Xin lấy ví dụ, một cái anh đầu bếp mà đẳng cấp thế giới đó, mà bây giờ kêu ảnh lặt rau rồi đem cái rau đi rửa, thì quý vị biết là cái chuyện mà ảnh lặt rau rồi ảnh rửa rau đó, thì một cái người bình thường huấn luyện thì họ cũng có thể làm y chang như vậy. Nhưng mà đương nhiên cái anh đầu bếp đẳng cấp thế giới anh rửa rau chắc chắn nó sẽ khác với một cái anh nông dân anh rửa rau, đúng không? Nhưng mà cái việc rửa rau đó có cần phải một anh đầu bếp đẳng cấp thế giới anh rửa không? Không cần. Cái chuyện đó người khác có thể làm được. Cái chuyện ảnh làm là cái chuyện cao siêu hơn nhiều, cao cấp hơn nhiều. Nhưng mà cái nhu cầu hiện tại chỉ cần rửa rau thôi. Thì cũng như vậy, cái việc thuyết pháp độ sanh ấy, những cái trí tuệ, những cái mà Ngài giảng cho mình, Ngài giải hết rồi, Ngài không có giấu cái gì hết. Nhưng mà đó, Ngài chỉ đưa ra một phần tỷ không tới cái khả năng của Ngài. Cái trí tuệ của Ngài nó siêu việt vô cùng,
mà Ngài chỉ dùng một chút xíu ở trong đó để mà Ngài độ sanh, để Ngài giúp đỡ chúng sanh thôi. Cái sự thâm sâu vi diệu của trí tuệ chư Phật nó lớn vô cùng lớn, mà Ngài chỉ có thể dùng, mình chỉ cần dùng một chút xíu đó của Ngài. Cho nên Ngài được gọi là một vị Samma Sambuddho, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác. Cái mà Ngài hiểu nó thâm sâu vô cùng, không có một chúng sanh nào có thể hiểu được cái phạm vi trí tuệ của chư Phật. Và quý vị biết là trong kinh Simsapa đó, Ngài nói là cái lá cây mà ở trong cái lòng bàn tay đó, có một lần đó, Ngài vào cái rừng Simsapa thì Ngài nắm một hốt một cái nắm lá trong lòng bàn tay, và Ngài nói: này các tỳ kheo, cái nắm lá trong bàn tay của Như Lai và cái lá ở trong rừng, cái nào nhiều hơn? Thì chư vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, cái lá trong lòng bàn tay của Ngài nó rất là ít và nó có thể đếm được, nhưng mà cái lá trong rừng nó là không thể đếm được. Và Đức Phật nói cũng như vậy đó, cái mà ta dạy cho các ông đó, nó chỉ là một cái nắm lá trong lòng bàn tay thôi, nó chỉ là số ít thôi, nhưng mà cái mà Như Lai biết mà Như Lai không nói đó, nó nhiều như lá trong rừng. Nó bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là chúng sanh không có đủ thời gian tuổi thọ để nghe hết cái chuyện, cái sự hiểu biết của Ngài. Sự hiểu biết của Ngài là vô số, nó không có giới hạn, chúng sanh không có thời gian mà nghe. Sư xin thưa là nếu như mà Ngài nói liên tục mà Ngài không có chết đó, Ngài nói liên tục từ cái lúc mà Ngài thành Phật cho tới bây giờ, Ngài nói liên tục là 2600 năm, nó vẫn chưa hết được kiến thức của Ngài. Và nếu như mà Ngài nói hết được, nói luôn cả suốt cái tuổi thọ quả địa cầu, suốt cái thời gian đó Ngài nói không ngừng nghỉ, cũng không hết được kiến thức của Ngài. Nó nhiều vô số. Cho nên cái sự vĩ đại của trí tuệ chư Phật nó nhiều vô cùng. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là những cái mà Ngài nói là tinh túy ở trong tất cả những cái Ngài biết. Có nghĩa là chỉ có những lời mà Ngài dạy cho mình ấy, nó mới đưa đến cái sự giải thoát thôi. Còn những cái mà Ngài biết mà Ngài không nói, nó không cần thiết. Thứ nhất là nó không đưa đến cái sự giải thoát. Thứ hai là nó thuộc cái phạm trù sự hiểu biết của chư Phật. Và cái phạm trù đó Ngài nói mình cũng không hiểu. Thứ nhất ha, là nó không có lợi ích thì Ngài không nói. Thứ hai, nói mình không đủ trí tuệ để mình hiểu, cho nên Ngài không nói những cái thứ đó. Cho nên Ngài được gọi là một vị chánh đẳng chánh giác. Trong mà quý vị biết là cái hành trình mà tìm đạo của Ngài nó đâu phải là cái chuyện đơn giản. Suốt 20 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, cái máu mà Ngài đổ ra vì chúng sanh nó nhiều hơn bốn biển. Mình bây giờ đó, quý vị, mình mà bị vu oan một chút xíu thôi là mình nhảy dựng mình lên, mình bắt đầu mình đâu chối, mình bắt đầu là mình phải thanh minh thanh nga, rồi mình phải làm sao đó để chứng minh là mình trong sạch. Nhưng mà quý vị biết là để thành một vị chánh đẳng giác á, vô số kiếp Ngài phải chịu oan ức, mà Ngài vì thương người khác, Ngài nghĩ là bây giờ đó nếu mình nói đó thì người ta sẽ phải bị bắt. Cái người mà làm cái chuyện này nè thì họ sẽ phải chịu đau khổ. Cho nên vì Ngài thương người ta cho nên là Ngài nhịn. Và Ngài nghĩ đó, nếu như cái nhẫn này đó, cái sự mà bị vu oan giáo họa, cái sự mà bị tra tấn như vậy mà mình không nhịn được ấy, thì làm sao có được cái kết quả nó lớn lao. Cho nên Ngài nhịn hết. Có một kiếp Ngài là một vị tu tập cái hạnh nhẫn nhục, mà do cái đức hạnh của Ngài đó, thì có một ông vua dẫn theo cung nữ đi đến cái khu vườn nó dạo chơi. Rồi ông vua ông ngủ, thì mấy cô cung nữ ông tiếp, mấy cổ tiếp tục vô vườn, mấy cổ chơi, và thấy cái vị đạo sĩ này
là vị Bồ Tát, thì bằng cái đức hạnh của Ngài đó thì các cô mới thích quá, mới ngồi lại nghe Ngài giảng pháp. Và Ngài giảng về cái hạnh nhẫn nhục. Thì ông vua ông tỉnh dậy không thấy cung nữ đâu hết. Ông thấy là đốt cuộc thấy mấy cô này là quay bên cái ông đạo sĩ, thì ông vua mới tức. Ta là vua, ta đứng đầu thiên hạ, mà không lẽ bây giờ không bằng một cái anh mà anh nhà không có mà phải đi ăn xin hay sao? Thì ông này ông vua mới tới là hỏi đạo sĩ, bây giờ ông nãy giọng giảng cái gì đó? Thì Bồ Tát mới nói là ta giảng về cái hạnh nhẫn nhục. Thì ông mới nói là cái nhẫn nhục nằm có nằm ở trong cái tay của ông không? Thì Bồ Tát nó không có. Ông chặt cái tay Bồ Tát. Nhẫn nhục có nằm trong chân của ông không? Nó không có. Chặt cái chân Bồ Tát. Coi như là chặt hết. Thì tới hồi nó là nhẫn nhục có nằm ở trong cái đầu ông không? Bồ Tát nó không có. Và bản thân cái việc mà ông làm hại tôi nãy giờ, tôi không có một cái giận hờn gì đó với ông hết. Nó bảo không có một cái giận hờn gì với ông hết. Không có một cái lòng buồn phiền gì với ông hết. Bởi vì đó là nghiệp và quả của nghiệp. Tôi không có buồn phiền gì với ông hết. Và tôi nhẫn nhịn hết tất cả các cảm thọ đó. Và thế là Đức Vua chặt luôn đầu của Bồ Tát. Và sau khi mà Ngài giết một cái người có đức hạnh như vậy đó, khi Đức Vua giết một người có đức hạnh như vậy đó, mặt đất không chịu nổi. Mặt đất có thể chịu nổi tất cả phân nước tiểu, có thể chịu nổi tất cả những thứ đồ dơ ở thế gian, nhưng mà không chịu nổi một cái ác nghiệp của người làm với một cái người có nhiều đức hạnh như vậy. Mặt đất chịu không nổi, cho nên là rút. Và ngay lập tức Đức Vua rơi xuống địa ngục A Tỳ. Nói như vậy để quý vị thấy là khi cái con đường mà hành đạo của Ngài đó, Ngài chịu vô số những cái đau thương, vô số những mất mát, máu Ngài đổ nhiều hơn nước trong bốn biển, vô số kiếp Ngài phải bỏ vợ, bỏ con, vô số kiếp Ngài phải bỏ thành, bỏ quách, vô số kiếp Ngài phải bỏ tay, bỏ chân, vô số kiếp Ngài phải bỏ luôn cả tính mạng của mình. Một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, các Ngài khi hành Ba La Mật, các Ngài phải hành tới cái mức độ là sẵn sàng vứt bỏ cả tánh mạng. Bây giờ đó, nhiều người họ cứ nói là bây giờ tôi muốn thành một vị chánh đẳng giác, cứ mở miệng ra là tôi sẽ thành Phật, tôi muốn thành Phật, nhưng mà hỏi coi bây giờ anh có dám vì cái Phật đạo đó, anh dám vì một cái phước thiện mà anh hy sinh tính mạng của anh hay không? Thì phải nói nhiều người suy nghĩ lại. Nó đơn giản thôi. Bây giờ anh muốn, anh nói anh thực hành cái Bồ Tát hạnh đúng không? Bây giờ tôi muốn cái con mắt của anh. Tôi muốn chơi thôi, tôi không có làm gì hết. Nhưng mà tôi thích cái con mắt của anh, tôi muốn con mắt của anh. Tự anh móc mắt anh cho tôi được không? Hỏi một người như vậy, móc mắt cho được. Thì những cái người Ba La Mật họ chưa có đủ, ngại, chắc chắn ngại. Bản thân quý vị nếu mà hỏi sư thì chắc chắn sư cũng ngại. Cái chuyện mà móc mắt hay cho quý vị nó đau, sợ đau chứ không phải gì hết. Thì quý vị thấy, trong khi đó đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài sẵn sàng, trong một cái kiếp quá khứ Ngài sẵn sàng, Ngài móc cặp mắt của Ngài ra để Ngài cho người ta. Tự Ngài móc mắt. Tại vì người ta nói bây giờ tôi đè ông ra thì tôi mang nghiệp sao? Bây giờ nếu ông cho tôi, ông tự móc mắt đi. Và sẵn sàng Ngài móc con mắt ra, Ngài ra, Ngài cho người ta. Nhưng mà đó, người ta chê bai, người ta không có trân trọng cái vật mà Ngài cho. Người ta dẫm đạp, người ta bỏ đi. Và thế là Ngài sẽ là vất chuyển nguyện thôi, không thành một vị chánh đẳng chánh giác nữa, thành một vị thanh văn được rồi. Còn Đức Phật ấy, vô số kiếp Ngài móc mắt, Ngài chặt tay chặt chân, Ngài hy sinh cái tính mạng của Ngài cho người ta, mặc cho người ta chê trách, mặc cho người ta coi thường, mặc cho người ta nhận rồi mà nó phản cắt, nó quay lại, nó chửi mình, nó đánh mình, Ngài vẫn nhẫn nhịn hết. Bởi vì cái mục đích của Ngài là vung bồi cái thiện pháp hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ như vậy Ngài mới được gọi là một vị Samma Sambuddho. Đương nhiên cái sự hiểu biết của sư về cái hồng danh của chư Phật thì cũng có hạn thôi, bởi vì mình còn là phàm phu. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì sư đã giảng xong cho quý vị biết ý nghĩa của hồng danh Samma Sambuddho, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác. Thì hôm sau khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta tùy niệm Phật, chúng ta niệm Phật ấy, chúng ta có thêm được một cái lựa chọn nữa, đó là tùy niệm cái hồng danh Samma Sambuddho. Thì cái thời pháp này đó, nếu như có giúp ích được cho quý vị thì đó hoàn toàn là trí tuệ của chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng.
Còn nếu như có một cái sai sót gì trong nội dung và cách trình bày, đó là sai sót của cá nhân sư. Rồi bây giờ thì nó cũng tới giờ rồi. Thì bây giờ quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài vị lai. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu mam param. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.